Dạ, nhà vườn Hoàng Em xin kính gửi lời chào thăm đến toàn thể cô chú anh chị đang xem theo dõi kênh LTK ha. Dạ, hôm nay thì nhà vườn có đem về một số cây để cùng giao lưu với cô chú anh chị. Cô chú anh chị là nói đầu tiên là cho nhà vườn cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ nhà vườn trong thời gian vừa qua ha. Dạ, địa chỉ của nhà vườn là An Phú, An Lạc Tây, Kế Sách, Sóc Trăng cô chú anh chị ơi. Số điện thoại là 0917 899 593. À, hôm nay thì nhà vườn có cặp mai tứ quý ha cô chú anh chị. Mai chiêu thủy hàng lâu năm, hàng trên 60 năm ha cô chú anh chị. Với lại điệp lào, tùng, bông giấy Mỹ, khế với lại kim quýt ha cô chú anh chị. Để cùng giao với cô chú anh chị ha cô chú anh chị. Dạ. Để không phải để thời gian cô chú anh chị đợi lâu thì em vô cây số 1 ha là cây mai tứ quý ha cô chú anh chị. Bông bốn mùa ha. Bông vàng khi nó già bông là nó màu đỏ ha cô chú anh chị. Đó. Cây số 1. Cây này thì chiều cao khoảng 2 mét ha cô chú anh chị. Khoảng 1 mét 9 đến 2 mét. Dạ. Nó cái thân cái cây nó tròn tàn luôn ha. Chú anh chị mình xem ha. Đó. Cây tán rộng của em nó cũng khoảng 1,5 m ha cô chú anh chị. Rộng 1,5 m ha. Cây này á về mà mình vô chậu mình trồng công viên, ố ban công hay là trước cửa nhà là rất là ok ha cô chú anh chị. Cái đế có nở ha. Dạ. Mai tứ quý mã số 1. Em đo nhiều vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Đây. Ngay chỗ này đó là 27 ha cô chú anh chị. 27. Dạ, ngay chỗ này ta là 44 ha. Rồi, 44. 44 ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu của em nó là 60 ha. Cái này mình vô chậu 8. Thằng chậu mét ha cô chú anh chị. Rất là ok luôn. Cây này thì em bao phí ship là 300 cây số trở lại ha cô chú anh chị. À, cái cặp này em bao là 300 cây số ha. Cây nào em bao xuyên phía em bao toàn quốc thì em nói ha. Dạ. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình trên toàn quốc. Ủa 300 cây số có giá là 2 triệu 9 ha cô chú anh chị. 2 triệu 9 ha. Cây rất là rẻ luôn cô chú anh chị. Dạ đẹp. Lúc này thì mua khó lắm mới có được cây rẻ ha cô chú anh chị. Đặc biệt là dòng mai tứ quý ha. Dạ. Tiếp tục em lên cây số 2. Hỏi không? Cây số 2. Ginh đứng lên. Cây số 2 là cây mai tứ quý nè. Trong clip này thì em có một cặp tứ quý ha cô chú anh chị. Này là một chủ luôn. Người ta trồng trước cửa rồi giờ người ta là đào đất á. Dạ, cây này thì nó khoảng 1,7 m ha cô chú anh chị. Tầm khoảng 1,7 m ha. Khoảng 1,7 m. Chiều cao này về là mình chơi Tết nè, chuẩn bị chơi Tết luôn ha cô chú anh chị. Mà cây tứ quý này thì nó ra bông quanh năm luôn, bốn mùa ha. Mai mai bốn mùa luôn. Dạ hoành ngay vị trí này nó là 31 ha cô chú anh chị. Đây hoành 31 bẻ đế ha, bẻ đế nở ha. Cây này thì em biết nó từ nhỏ là nó được ở trong trồng nó ép chậu lâu năm lắm hay cô chú anh chị. Đây hoành như vậy đây là 61 hay cô chú anh chị. Đó. Hoành 61. Dạ cây này là đường kính của cái bầu nó cũng có 58 hay cô chú anh chị. Cây này mình cũng vô chậu 8 ha, cặp này vô chậu 8 ok hả cô chú anh chị. Dạ. Cây này thì em cũng bao phí ship là 300 cây số thôi ha cô chú anh chị. Lúc này không biết sao mà Viettel nó mắc quá. Dạ, cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 2 triệu 7 ha. 2 triệu 7 em bao phí ship. Nếu cô chú anh chị nào mà tới nhà là giao lưu tại nhà thì nó có giá khác ha cô chú anh chị. Dạ, tiếp tục em lên cây mã số 3, đứng thẳng lên. Cây số 3. Dạ. Cây số 3 là cây
bông giấy Mỹ, cây bông giấy Mỹ. Cây này trồng trong chậu mà nó bị lũa ha. Ngồi nữa em chỉ cho cô chú anh chị mình xem không. Dạ, chiều cao là 1m6. Chiều cao 1m6, chạy chạy sau cái máy. Chiều cao là 1m6 đây. Vô chậu rồi nó bị lũa chỗ này ha cô chú anh chị. Đó. Cô chú anh chị mình thêm ha. Em đo nhiều vị trí ha. Ngay chỗ này là 84 nha cô chú anh chị. 84. Em đo trên này đi. Ngay chỗ này là 43 ha. 43. Đây. Cây rất là đẹp luôn ha cô chú anh chị, lắc lự ha. Có cái là nó bị lũa chút, lũa chỗ này ha. Bên thân bên đây thì nó không có hề hớn gì, trên cây này về mình trồng cổng rào là trồng gác cổng là ngon lành luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 2,5 triệu. Cây này 2,5 triệu, cây này em bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Gọn cây. Dạ. Rồi, đổi cây. Dạ, tiếp tục em lên cây số 4. Cây số 4 là cây tùng. Giờ cái chậu rồi, giờ cái bàn quay nữa. Cây số 4 là cây tùng. Đó. Tùng La Hán. Em còn duy nhất một cây hả cô chú anh chị. Dạ, chiều cao là 1 mét hả cô chú anh chị. Chiều cao là 1 mét. Dạ, hoàn thân là 24. Cây này thì em đang vô chậu 7 nè hả cô chú anh chị. Ủa chậu 6 chứ. Cây này em đang vô chậu 6. À. Tán rộng của em nó là 96 ha. Dạ. Cây này thì em giao lưu cô chú anh chị mình trên toàn quốc luôn hả cô chú anh chị. Trên toàn quốc luôn, có giá là 2,7 triệu. 2,7 triệu một cây tùng La Hán, tùng trái. Nó sum xuê đọt hết trơn rồi. Dạ. Rồi, tiếp tục em lên cây số 5. Cây số 5 là cây điệp lào. Điệp lào lá lớn hết cô chú anh chị. Mấy cây này thì em rút chậu hết trơn nha cô chú anh chị. Dạ. Chiều cao là 61. Chiều cao 61. Hoành 10. Mấy cây này là em đã thường chậu chân ha cô chú anh chị mình đảm an tâm ha, em bao sống bao ship toàn quốc cây điệp lào này ha cô chú anh chị. Dạ, cây điệp lào này em bán xin giao lưu cô chú anh chị mình có giá là 450.000 ha. 450.000 em rút chậu hết trơn luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Tiếp tục em lên cây mai chiếu thủy, lá lớn da đen. Cây này là rất là lâu năm rồi ha cô chú anh chị. Cây này có khoảng hơn 60 năm ha. Dạ. Đây. Nó lên sần sù hết trơn luôn rồi. Kiểu như mai vàng là lên sù. Dạ. Mai chiếu thủy lá lớn da đen ha cô chú anh chị. Lá nó báo lá lớn chứ thật ra là nó là lá chung ha. Hồi nó sẽ có một cây nó cô chú anh chị mình xem ha, tại em báo lá lớn cho nó có nhiều khi sợ về si quá như lá nó hơi nhỏ nhỏ nhưng mà mình báo lá lớn cho nó ăn đúng bài luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Cây mai chiếu thủy này cô chú anh chị mình xem ha. Dạ. Chiều cao nó là khoảng 1m7. Chiều cao nó khoảng 1m7. Đây. Hoành em đo không nhiều vị trí ha, cây này nó cũng bị lũa ha cô chú anh chị. Ngay chỗ này là 53 ha cô chú anh chị. 53. Dòng cái bệ đế này là 140 ha cô chú anh chị. Đây. Đó. 140. Này nó bị lũa ở đây ha cô chú anh chị. Dạ, cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị là 300 cây số trở lại ha cô chú anh chị. 300 cây số trở lại thôi. Dạ, cây này thì cô chú anh chị mình em
có thể ghép xe hả cô chú anh chị? Đó. Cái này thì 4 triệu 2 á cô chú anh chị, 4 triệu 2. Dạ rồi, ok. Dạ, tiếp tục em lên cây số. Em lên cây số 7. Cây số 7 tiếp tục là một cây mai chiếu thủy lá lớn da đen nữa ha cô chú anh chị. Lá lớn da đen. Cái lá nó lớn. Dạ, chiều cao nó là khoảng 1m8 ha cô chú anh chị. 1m8. Mấy cái cây này em ưng cái ý bộ đế ha cô chú anh chị, lâu dữ lắm rồi mới có cây già, cây mà cái thân nó lớn vậy ha. Bộ đế nó, cây này nó nằm trong chậu rất là nhiều năm nên bộ đế sổ của nó quặm xuống coi rất là đúng bài bản hết cô chú anh chị. Đây, cây này thì nó xưa bé nhị diện mà nó hơi bị lép tạng chút ha. Cái này hoàn toàn có thể về mình cắt được bonsai nhưng mà để gì chơi, nó bông nguyệt quế mai chiếu thủy thì nó rất là thơm hết cô chú anh chị. Em đo trên này ha. Dạ, ngay vị trí này đó là 50 55. Còn cái nồi đế của em nó là khoảng 1m4 nữa ha cô chú anh chị. Đó. Lắc lượng ha. Già dữ lắm rồi cô chú anh chị nè. Nó nổi lên xù hết trơn rồi. Dạ, cây này đó thì em giao lưu với cô chú anh chị trên mình 300 cây số có giá là 4 triệu rưỡi ha cô chú anh chị. 4 triệu rưỡi ha. Dạ, rồi, đổi cây. Tiếp tục em lên cây số 8. Cây số 8 là cây điệp lào. À, cây điệp lào này, điệp lào là bông quanh năm hết cô chú anh chị. Em bứng rồi nên nó mất đợt bông, giờ nó ra đợt bông rồi ha. Điệp lào. Dạ, chiều cao là 1m07. À, nó ra nụ ngày mai là nó đẹp lắm. Nó nở thì được mấy ngày. Xong rồi mà nó ra đợt mới ha. Dạ, hoành nó là 12. Bành 12. Cây này thì em giao lưu cô chú anh chị mình trên toàn quốc luôn, có giá là 700 ngàn ha cô chú anh chị. 700 ngàn ha. Dạ, rồi. Dạ, tiếp tục em lên cây số 9. Mai chiếu thủy lá lớn da đen. Này em đi vô em nhà em mua được nguyên vườn ha cô chú anh chị, nguyên cái nhà hàng chậu trước cửa nhà người ta luôn ha. Dạ. Chiều cao là khoảng 1m7 ha cô chú anh chị. Đây. À. Này nó hơi thiếu chi chỗ này ha. Cái gốc nó im ha cô chú anh chị, quá đẹp luôn. Dạ. Cái này. Để chậu lâu quá nên nó cũng khô. Dạ, hoành ngay vị trí này đó là 52. Dạ, đường tổng nồi đế của em nó là 1m3 ha cô chú anh chị. Đây, chú anh chị mình xem ha. Cô chú anh chị mình chốt hết luôn mai chiếu thủy này thì nó có giá khác ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị tới nhà lấy thì lại có giá khác nữa ha. Dạ, ba em cái mai chiếu thủy này em bao giao lưu của cô chú anh chị nhìn, bao phí ship là 300 cây số ha. Mà cô chú anh chị mình ở xa thì cũng có thể thương lượng giá với em thêm ha cô chú anh chị. Dạ, cây này thì em cũng giao lưu cho cô chú anh chị là 4 triệu rưỡi ha cô chú anh chị. 4 triệu rưỡi, em bao phí ship 300 cây số. Đó, cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Dạ, tiếp tục em lên cây mai chiếu thủy mã số 10. Cây mai chiếu thủy mã số 10. Cây này thì em tính cắt, em lấy cái dù thôi. Nhưng mà em chừa lại cho cô chú anh chị mình có tùy theo cái sở thích mình chơi ha. Đó, em tính cắt có cái dù nó đẹp. Lúc này nắng mưa có dù che rồi hết cô chú anh chị. Dạ, chiều cao là khoảng 1m4. Cái chiều rộng ở trên nó là 1m hết cô chú anh chị. 1m đúng luôn. Dạ, hoành eo ngay chỗ này nó là 36. Dạ, cái nồi đế của nó là 1m06. Đó, cô chú anh chị mình xem ha. Mấy cây này già cây hết trơn. Có cây này thì nó tầm khoảng 30 năm.
Dạ. Dạ, cây này đó thì em giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 2 triệu 8 ha. 2 triệu 8. Có cây dù đẹp ha cô chú anh chị. Dạ, tiếp tục em lên cây số 11. Cây số 11 cây kim quýt. Bữa nay nó ra đọt hết trơn rồi. Ra đọt trơn á cô chú anh chị, quá đẹp luôn cô chú anh chị. Đó. Này về là chuẩn bị là để là đi dây thôi. Dạ, chiều cao là 34. Hàng kim quýt này nó cũng cây được, đợt này là lô này là cây nó tương đối cũng thân nó bự á cô chú anh chị. Dạ, hoành là 28. Cây này có giá là 500 ngàn. Giá 500 ngàn hả cô chú anh chị. Trồng cây kim quýt khoảng 25 năm bán 500 ngàn. Dạ. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0917899593 hả cô chú anh chị. Dạ, tiếp tục em lên cây kim quýt. Cây kim quýt mã số 10 12. Cây kim quýt mã số 12 này nó cũng lên đọt xanh hết trơn cô chú anh chị. À, trên đọt đó ha. Đây. Nó lên đọt xanh hết trơn rồi. Này gói là phải bảo quản cái cây đó dữ lắm mới được. Bộ đến ha. Cây này nó nặng chắc cũng khoảng có 30 40 kg à, bầu đất ghê nó. À. Dạ, chiều cao là 1,5 m. Dạ, hoành thân là 30. 29. 29 hay cô chú anh chị. Dạ, cô chú anh chị mình xem không. Đó. Không có vàng đọt nó tốt dữ lắm, cắt. Cắt cái chừa nó tuột xuống chút nữa ha cô chú anh chị mình cũng thông cảm ha. Dạ. Cây này thì em giao lưu cô chú anh chị mình trên toàn quốc có giá là 800 ngàn ha cô chú anh chị. 800 ngàn ha. Dạ. Rồi, đổi cây. Tiếp tục em lên cây số 13. Kim quýt nữa ha cô chú anh chị. Kim quýt mã số 13, chiều cao là 39. Mới có mấy ngày mà nó mạnh quá, nó lên dài luôn. Dạ, hoành thân là 25. Đây. Dạ. Cái này thì em xin giao lưu cô chú anh chị có giá là 450 ngàn. 450 ngàn. Kim quýt. Cây kim quýt mã số 14, em tiếp tục lên cây kim quýt mã số 14 hay cô chú anh chị. Đây. Dạ, chiều cao là 99. Hoành thân là 19. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình có giá là 450 ngàn nữa hay cô chú anh chị. 450 ngàn. Dạ, rồi. Dạ, tiếp tục em lên cây khế. Khế chua. Khế gân. Gân guốc hết trơn rồi. Mà nó lai khế chua hả cô chú anh chị nên nó không gân nó là không gõ cây này nó cũng già cây dữ lắm hả cô chú anh chị. Đặc biệt là trái của nó là dữ lắm luôn. Cô chú anh chị nào mà trồng trồng cây này mà để ở chỗ cái ao nào mà mình nuôi cá cảnh mình chơi giống như là cá tai tượng, cá tra rồi ha. Dạ, chiều cao là 1,18 m là ok ha, là cá là cá là nó đủ đủ mồi cho cá ăn luôn á cô chú anh chị. Nó trái nó treo lủng lủng lẳng đẹp lắm mà nó trái nó chùm dữ lắm. Dạ, hoành thân là 31. Dạ, cây này thì em giao lưu cô chú anh chị mình trên toàn quốc thôi, cô chú anh chị có giá là 800 ngàn. 800 ngàn. Tiếp tục em lên cây số 10 16. Khế gần nữa cô chú anh chị. Dạ, chiều cao là 1,18 m. Dạ, hoành là 37. Đây. Chú anh chị mình coi dáng hay giọng. Nó cũng có giọng chữ C đẹp hơn cô chú anh chị. Dạ, cây này thì có giá là 900 ngàn hả cô chú anh chị. 900 ngàn em bao phí ship toàn quốc luôn ha. Dạ, tiếp tục em lên cây số 17, cây điệp lào. Cây điệp lào này có bộ rễ, bộ đế. Bộ đế của nó như là móng rồng vậy ha cô chú anh chị. Dạ, chiều cao là 85. Hoành 10 hả cô chú anh chị. À,
Cái này em cũng giao lưu cô chú anh chị, mình có giá là 700 ngàn ha. 700 ngàn. Nó đắt đắt nhất là cái móng này nè cô chú anh chị. Dạ. Dạ tiếp tục em lên cây số 18. Điệp lào nữa cô chú anh chị. Điệp lào lá lớn. Mấy cây này thì em thuần được khoảng có 10 bữa rồi. Loại này phải thuần mới được. Dạ, chiều cao là 75. Hoành là 7. Cần 8 mà tính 7. Dạ, cây này có giá là 390 hay cô chú anh chị. Cây này cây mã số 18, cây điệp lào này cũng là cây cuối clip ha. Nhà vườn Hoàng Em rất là cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ nhà vườn trong thời gian vừa qua. Ở cuối clip thì nhà vườn cũng kính chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe ha, cô chú anh chị. À, nhớ ủng hộ em cô chú anh chị, em cảm ơn rất nhiều ạ.